Rồi chào các bạn, mình là Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta xử lý da chỉ trong vòng 1 phút thôi. Đây là trước, sau, trước, sau, trước, sau. Sẽ có rất nhiều anh em quan tâm đấy. Ok, giờ thôi. Rồi, để tóm tắt cái mình nghĩ các anh em sẽ muốn làm nhanh đúng không? Thì mình sẽ đi làm nhanh trước. Sau đó thì mình sẽ phân tích từng bước để anh em hiểu lý do tại sao nó lại như thế ha. Rồi, đầu tiên là mình đang có những cái khóa học Photoshop và Lightroom và những cái preset blend màu. Các bạn có thể lên trang hoangphucphoto.com vào phần cửa hàng để các bạn coi những cái sản phẩm của mình nhé. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, để subscribe, đăng ký và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những cái video giống kiểu như thế này. Ok ha, rồi chúng ta vô video. Đầu tiên các bạn sẽ nhân đôi cái layer này lên, bấm Ctrl J, phím J là phím nằm giữa, phím H và phím K, Z đó, nhiều bạn hay đọc là Z. Rồi các bạn sẽ bấm Ctrl Y ngắn ha, Ctrl Y ngắn. Sau đó các bạn chọn cái blending mode của cái layer này là Vivid Light. Sau đó các bạn sẽ vào Filter, chọn Order và chọn là High Pass. Ha, ở trong bảng High Pass này các bạn sẽ chọn cái số là số 24 ha, là mức độ 24, các bạn click OK. Sau các bạn vào Filter, các bạn chọn Blur, các bạn chọn Gaussian Blur ha, cũng ở trên một layer này thôi. Đây, ở trong này các bạn sẽ để con số là khoảng cỡ từ 2 cho tới 4 ha, 2 tới 4, đa phần mình sẽ chọn con số ở giữa là con số 3. Sau các bạn bấm OK. Ở đây các bạn sẽ gần như là xong ha. Các bạn sẽ giữ phím Alt Alt đó, các bạn tạo cái layer mask ở đây ngay phía dưới này ha. Bấm vào đây, chọn layer mask để chúng ta có một layer mask màu đen. Nếu như nó là màu trắng các bạn bấm Ctrl Y, nhớ chọn vào layer mask nha, để chúng ta đảo ngược màu lại và chúng ta có cái layer màu đen như này. Các bạn sử dụng brush màu trắng ha. Brush màu trắng lớn lớn chút xíu, hardness để 0%. Flow các bạn có thể để bao nhiêu tùy ý, nhưng mà đa phần mình để cỡ tầm 30-40 ha. Sau đó các bạn bôi màu trắng, brush màu trắng đây ha. Đó, các bạn chọn màu trắng này. Click OK. Sau các bạn sẽ bôi vào phần da mà các bạn muốn cho nó áp cái phần xử lý da vô ha. Sau đó các bạn sẽ có thể sử dụng cái brush màu đen. Đó, chúng ta làm ngược lại này. Chọn brush màu đen nhé. Và click nhẹ vài cái ở những cái khu vực mà mình không muốn làm nét và các bạn đang cảm thấy nó gây ảnh hưởng ở đây nè. Ví dụ vùng biên. Đó, hay vùng môi. Đó, kiểu như thế ha. Sau đó các bạn giảm bớt opacity của cái layer này xuống. Sau đó các bạn sẽ có kết quả. Đây là trước, sau. Trước, sau. Ok không? Hay ha. Rồi, nhưng mà vấn đề là sẽ có nhiều anh em quan tâm tại sao nó lại như vậy ha, tại sao nó lại ra được như vậy ha. Thì chúng ta sẽ quay trở lại từ đầu. Tất nhiên là anh em nào mà cần biết kỹ thuật nhanh thì chắc anh em cũng nhớ một số cái bước đó rồi. Nhưng mà để nhớ lâu và để hiểu rõ những cái gì các bạn đang làm thì xem tiếp đoạn này kiên ha. Rồi, bản chất của cái chuyện là chúng ta xử lý da là gì? Da, cái vần da mà nó sần sùi á, lý do tại sao là bởi vì các bạn coi những cái cấu tạo của texture là cái vân da đó, thì để nó sần sùi có nghĩa là cái vân đó nó đang có cái gọi là cái contrast ha, cái contrast của những cái pixel liền kề nhau. Thì đây các bạn có thể thấy cái contrast, cái biên độ sáng đó ha, nó là sáng tối ha. Ví dụ như là ở đây nó đang là tối này, tự nhiên đang là sáng. Và cái mức độ nó cứ liên tục thay đổi như thế. Và các bạn sẽ thấy là nó lúc sáng lúc tối. Và nó làm cho cái texture của chúng ta nó sần sùi. Và cái mức độ mà nó thay đổi từ sáng rất đậm cho tới trắng rất là đậm, tối rất đậm và tới sáng rất đậm. Và nó thay đổi liên tục như thế thì nó làm cho những cái vệt của chúng ta nó càng in đậm hơn. Và cái công việc của chúng ta đó là chúng ta đảo ngược cái chu trình đó lại, có nghĩa là chúng ta làm cho cái khoảng cách sáng tối đó nó ngắn lại ha, chỗ tối nó sẽ sáng hơn và những khu vực và vân da nó sáng nó sẽ tối hơn đi. Các bạn hình dung được không? Đó có nghĩa là làm cho cái contrast của những cái pixel này nó gần nhau hơn, nó cái chỗ tối nó sẽ sáng hơn và chỗ sáng nó sẽ tối hơn, và nó cuối cùng là chúng ta có một cái bề mặt da nó mịn hơn. Và tất nhiên chúng ta không có làm cho nó bằng nhau ha, khi mà sáng tối bằng nhau thì nó ra nguyên, các bạn tưởng tượng như là cái mặt búp bê đó ha, nó láng hết luôn ha. Thì chúng ta có nghĩa là chúng ta kéo cho nó hai cái mức độ đó nó gần nhau hơn ha. Và ở trong Photoshop nó làm như thế nào ha? Đầu tiên lý do tại sao mình phải nhân đôi thì tất nhiên rồi, Ctrl J lên ha, để chúng ta nhân đôi. Và ở layer này mình sẽ đặt tên, ví dụ như là xử lý da. Ok ha. Rồi, ở trong này mình sẽ bấm Ctrl Y. Lý do tại sao mình bấm Ctrl Y ở đây, hoặc các bạn vào Edit chọn Invert thì nó cũng ra. Đúng không ta? Edit
invert ở đâu đấy mình cũng không nhớ nữa, thì phải layer hay là đây image, rồi chúng ta chọn là adjustment và invert. Đây. Nó là đảo ngược cái tất cả những thứ ở trên cái bức hình của chúng ta ha, có nghĩa là màu á, chỗ sáng á thì nó sẽ thành là chỗ tối, chỗ tối nó thành chỗ sáng, và màu màu thì nó ra màu nghịch đảo. Ví dụ như là cái phần màu da của chúng ta á, là màu màu vàng đúng không, nó nghịch đảo lại, đang ở bản âm thì nó thành bản dương, thì nó sẽ thành màu xanh như thế này ha. Và chúng ta có một cái như thế này rồi, các bạn hình dung không, hồi nãy mình nói đó, ở chỗ sáng thì nó thành chỗ tối và chỗ tối thành chỗ sáng. Bây giờ mình tạo một cái làm ngược lại, bây giờ mình chỉ cần làm cho hai cái đó, hai cái này nó mix lại với nhau thôi, anh em hình dung không ha. Rồi ok rồi, nhưng mà để nó thay đổi như vậy á, mình sẽ chọn là overlay ha, mình đưa vào overlay cho các bạn dễ hình dung. Ở cái overlay á thì nó sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó là mix hai cái layer ở trên và ở dưới. Cái chỗ nào á layer ở trên này nó tối thì nó sẽ làm cho cái layer ở dưới này nó tối ha, còn layer ở trên này nó sáng thì nó sẽ làm cho cái layer ở dưới này nó cộng hưởng lại, nó sáng hơn lên. Và bởi vì cái layer ở trên là nghịch đảo của layer ở dưới mà, thành ra là cái tối ở trên nó sẽ lại ép vào trong cái khu vực cái tối ở trên nó sẽ ép vào khu vực sáng ở dưới và làm cho khu vực tối ở dưới nó sáng hơn và sáng ở dưới nó tối hơn đi. Đại khái là sẽ làm hai cái nó hòa trộn lại và làm cho hai cái mức nó gần nhau hơn ha. Bây giờ nó đang là như nhau đó, mình đang làm cho nó bằng nhau ha, ở đây bởi vì nó khác nhau về cái ánh sáng thôi, về cái màu sắc thôi, còn lại các bạn sẽ hình dung một chuyện là mình đang làm cho nó bằng nhau. Thì bây giờ để làm cho nó gọi là nó tự nhiên hơn, nó bớt cái mức độ đó đi, mình sẽ làm bằng cách sử dụng high pass ha. Các bạn vào filter, chọn order và chọn high pass. Ở trong high pass này á thì nó sẽ làm một cái nhiệm vụ ha, đó là nó sẽ gom những cái pixel tối á, nó đẩy những pixel tối ở khu vực viền ha, những cái khu vực mà hai cái pixel nó khác nhau đi, hai cái pixel nó khác nhau á, thì nó sẽ làm cho những cái khu vực đó nó nổi lên. Đây, các bạn sẽ thấy là những cái cạnh của ta nó sẽ nổi lên, còn những cái khu vực khác màu nó gần đồng như nhau á thì nó sẽ làm nó bệt bớt đi một chút ha, nó trở về màu xám ha. Và khi màu xám mà chúng ta sử dụng overlay hoặc là ở trong cái nhóm overlay á thì nó sẽ trung tính, nó không có bị thay đổi nhiều, nhưng mà thực tế ở mắt thường chúng ta nhìn thấy nó là trung tính thôi, nhưng mà thực tế nó có thay đổi một chút, nó có chênh lệch một chút chứ không hẳn là màu xám hết ha. Rồi đại khái là màu xám và màu xám hơn, và màu xám thì nó đậm hơn và sáng hơn chút xíu đó, nó có thay đổi nhưng mà mình mắt thường mình không thấy rõ cái chuyện đó ha. Và ở trong high pass khi chúng ta làm như vậy á thì khu vực biên của chúng ta nó sẽ dồn những cái pixel ở trong cái layer mà mình vừa để là overlay hồi nãy ha, và nó sẽ gọi là đồng bộ với nhau hơn. Tuy nhiên để cho nó hợp lý hơn mình sẽ để là vivid line ha, nhưng mà chút nữa mình sẽ đổi, mình sẽ để nó là hot là normal trước ha. Rồi chúng ta quay trở lại cái high pass. Ở trong high pass khi chúng ta áp dụng rồi á thì các bạn sẽ thấy đó, nó gom chi tiết vào khu vực viền, và cái đó là cái chúng ta cần chủ yếu là ở khu vực biên, ở những cái khu vực mà mặt láng như thế này nè ha, thì nó sẽ chuyển gần hết về màu xám. Và ở mức độ, ví dụ như là các bạn để radius là nhỏ như thế này á thì nó sẽ làm cho cái khu vực biên của chúng ta nó quá gần nhau, có nghĩa là cái khoảng cách giữa tối và sáng ở những pixel á nó gần sát nhau quá, thành ra mình phải tăng nó lên để chúng ta có một cái ngưỡng nó đẹp nhất và làm cho da chúng ta tự nhiên nhất ha. Thì mình sẽ để đâu đó khoảng cỡ 24. Cái con số 24 này là con số mà đa phần các bạn đi một cái kênh nào thì người ta cũng sẽ nói các bạn để con số 24, đại khái là nó đẹp nhất, đơn giản là thế thôi ha. Và chúng ta chọn ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ để nó trở lại thành là vivid light. Đó thì các bạn sẽ có một cái kết quả nó tốt như thế này. Các bạn có thể thấy là cái phần đây là trước này, sau, trước, sau, đó. Các bạn thấy không? Những cái khu vực tối á, bây giờ nó đã trở nên sáng hơn. Và khu vực sáng nó gần như là trở nên hạ thấp xuống một chút ha. Và nó làm cho cái phần da của chúng ta nó láng mịn đi, bởi vì nó không còn cái gồ ghề nữa. Tất nhiên là mình chưa tính tới những cái khu vực mà nó bị lỗi như thế này, nhưng mà chúng ta cứ nhìn lên da trước đã ha. Rồi, nhưng mà như vậy thì nó lại gọi là gì nhỉ? Nó quá đà, nó hơi quá đà. Thành ra là mình sẽ cần giảm bớt nó đi một chút xíu nữa cái hiệu ứng này. Các bạn sẽ vào filter, chọn blur và chọn là Gaussian blur để chúng ta làm mờ những cái hiệu ứng của chúng ta đi. Đây, đây là mặc định lúc đầu.
mình sẽ cần giảm bớt đi, hay là giảm bớt cái hiệu ứng high pass. Hồi nãy high pass nó làm cho những cái khu vực biên của chúng ta nó gắt hơn. Thế nên là ở những khu vực biên ở trên mặt chúng ta, ví dụ mắt, mũi này, và ở những cái vân, ví dụ như là những cái vân da, nó cũng sẽ có một chút ở đó nữa. Thành ra khi mình làm blur như vậy đó, thì cái phần mà nó thay đổi đó nó sẽ được hòa ra một chút ha. Mình sẽ để nó loanh quanh khoảng cỡ 2-4 ha. Đa phần mình để cỡ 3 là ở phần đó, 2 chấm mấy cũng được, chẳng sao hết. Nhưng mà mình để số 3, tại thích số 3, thế thôi. Hồi nãy high pass là 24 và Gaussian blur mình để 3, bởi vì nó là một thói quen ha. Và chúng ta chọn ok. Rồi, tới đây các bạn sẽ thấy là phần da của chúng ta nó đã tự nhiên hơn rất là nhiều rồi ha. Các bạn có thể thấy là những cái khu vực tối này, ví dụ như là phần hốc, cái phần này của chúng ta này, đó, nó sáng hơn lên đó. Hoặc là những cái chi tiết, ví dụ chi tiết trên da này, đây là trước, sau, trước, sau, đó, ở phần sáng tối bây giờ nó đều hơn, nó đều màu hơn ha. Và đó là cái chúng ta cần. Sau khi các bạn xong rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái hình, cái laser xử lý da này chỉ vào vùng da thôi ha. Các bạn tạo một cái layer mask ở đây. Đó, chúng ta tạo layer mask. Các bạn có thể bấm Ctrl E để chúng ta chuyển sang là layer mask màu đen, bởi vì mình muốn sử dụng brush này, nó chỉ vào khu vực rồi, quit. Đó, mình chỉ muốn làm cho nó vào khu vực da thôi. Mình sẽ sử dụng brush màu trắng ha, và mình làm lộ ở những khu vực này lên ha. Chúng ta nhớ để flow thấp xuống để mình có thể có cái mức độ gọi là nó vừa phải, và chúng ta có thể ví dụ như là những chỗ nào mà nó bị quá đà thì chúng ta có thể click thêm vài lần để nó lấp lên ha. Đây, mình sẽ đó, mình sẽ bôi vào những khu vực da như này. Có thể bôi hơi lố cũng được, chẳng sao hết, bởi vì chúng ta layer mask mà, layer mask thì sửa được. Đây, sau khi các bạn bôi xong rồi ha, thì các bạn sẽ thấy những khu vực mà high pass nó bị lỗi này, bởi vì nó bản chất cái chênh lệch nó chênh lệch quá, thành ra chúng ta cần phải bỏ bớt đi. Bấm phím X để chúng ta đảo ngược cái màu lại, các bạn thấy cái ra không? Bấm X này, chữ sờ nhẹ, X nó sẽ đảo lại ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu đen, chúng ta ẩn bớt đi. Mình sẽ click về phát thôi, và những khu vực mà mình cảm thấy nó bị lỗi. Đó, khu vực môi này, mình có thể để lớn lên chút. Đó, click vào khu vực môi vài cái thôi. Đó, ở khu vực này. Lý do tại sao mình bôi vào đây? Lý do là bởi vì mình muốn nó xuất hiện cái hằn này ha. Mình xuất hiện cái này này thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn ha, chứ còn phẳng quá nhìn kỳ cục lắm, nhìn dùng cái từ chắc phải dùng từ hơi buồn cười ấy, kiểu nó bị lỗi, đại khái là bị lỗi đó ha. Vùng biên má này mình cũng cảm thấy nó bị lỗi này, hoặc là vùng chén này thì cái phần tóc của chúng ta nó bị lem ra ngoài này. Đó, từ hiệu ứng của high pass rồi, cũng không phải là gì đâu. Đó, sau khi làm xong rồi thì chúng ta sẽ có kết quả thế này ha. Các bạn giảm bớt opacity đi thôi, mình để 70. Đó, chúng ta coi kết quả cuối cùng là như thế này. Thì mình hy vọng là với cái phân tích của mình, các bạn sẽ hiểu thấu đáo cái chuyện là lý do tại sao chúng ta sử dụng high pass, lý do tại sao lại có Ctrl E đảo ngược invert đó, lý do tại sao sử dụng vivid light và lý do tại sao blur. Thì hy vọng là các bạn thích cái tút này ha. Ở phần đầu tút thì mình hướng dẫn anh em cách làm nhanh rồi, thì đơn giản anh em nhớ như vậy thôi, hoặc là anh em nhớ và chúng ta tạo cái action chẳng hạn như thế ha. Thì đó là toàn bộ video, hy vọng anh em thích. Mình sẽ còn hẹn gặp lại anh em vào những cái video sau. Nếu các bạn thích mình làm những cái video gì á, hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Và ở đây mình có những cái video khác này, nhớ click vô để tham khảo thêm, biết thêm những cái video khác của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào video sau.